nam em bị nghi tự biên tự diễn. Netizen tìm ra chi tiết chứng minh chồng sắp cưới vẫn bên cạnh chân dài Tiền Giang trong lúc cô nức nở báo tin bạn trai biến mất cùng lời từ biệt. Giọng nói quen thuộc kêu tắt like. Anh có mệnh hệ gì, ai nấu cơm, ai lo cho em? Em không nói anh là em có gen di truyền của ba, của bà nội là lỡ sau đây em có mệnh hệ gì, em nằm một gió anh đút cháo bưng bô đổ cho em chứ. Hậu ồn ào người đẹp tuyên bố tạm xa mạng xã hội, nay chuyên tâm ca hát, xin được bình yên. Bài hát này là một cái bài hát mang cảm xúc chữa lành nha, món quà sinh nhật của tôi là chữ bình yên nha chị. Bình yên nha. Khúc này nó cần cái nội lực, cái câu chuyện bài hát nó cần là vùng lên mà vùng lên nữa. Vùng lên gì mà nó sụi đuổi quá, nó không có đủ cái cảm xúc. Sau buổi tối nam em lên livestream khóc nức nở, xin anh Hữu Cường trở về bên mình, lo ngại đối phương làm điều không hay. Mới đây, cộng đồng mạng bất ngờ tìm ra đoạn tâm sự của nam em cho thấy sự việc diễn ra trong ngày hôm ấy có thể không như những gì cộng đồng mạng đã thương cảm cho cô. Dưới phần bình luận bài đăng mới của chân dài Tiền Giang, một cư dân mạng đăng tải đoạn clip nam em nói chuyện nghẹn ngào khi bạn trai bỏ đi, nhưng trong đoạn video lại có giọng nói hệt anh Hữu Cường. Cụ thể, nam em vừa khóc vừa quy trách nhiệm cho người thương, cho rằng nếu không có anh bên cạnh sẽ không còn ai nấu cơm, lo lắng cho cô. Theo nam em, cô đã từng chia sẻ với bạn trai rằng bà nội và ba cô có vấn đề về sức khỏe. Người đẹp lo mình cũng sẽ thừa hưởng gen di truyền ấy nên rất sợ một ngày nào đó sẽ nằm một chỗ không có người ở cạnh chăm lo, săn sóc. Nam em bày tỏ mong muốn chồng tương lai cần phải có trách nhiệm với cuộc đời cô nếu một mai người đẹp ngã bệnh. Thậm chí, cô muốn anh phải tận tình chăm sóc ngay cả những vấn đề vệ sinh cá nhân, riêng tư nhất. Người đẹp liên tục thuyết phục trên sóng livestream, mong rằng anh Hữu Cường dù không nghĩ cho bản thân cũng hãy nghĩ đến cô. Chân dài Tiền Giang tỏ ý hận trách khi bạn trai ra đi không nói câu nào, còn để lại lời nhắn hỏi cô nếu có chuyện không may xảy ra nam em có buồn hay không. Nói tới đây, cô nức nở khóc, cho hay mình đã quá khổ sở. Ngoài nam em, người xem phát hiện một chất giọng quen thuộc, có sự tương đồng lớn với giọng của anh Hữu Cường trong đoạn video. Người đàn ông này nói với âm lượng khá nhỏ nhưng vẫn đủ để cư dân mạng nghe được nội dung. Vì lý do này, một bộ phận cư dân mạng cũng đặt nghi vấn về việc nam em đang tự biên tự diễn để được người hâm mộ chấp nhận quay lại cùng anh Hữu Cường. Bởi tối đó, cô đã yêu cầu anh Cường đính chính thông tin yêu lại từ đầu, sợ khán giả quay lưng với mình. Song, cũng có người suy luận có thể anh Cường vừa mới ra khỏi nhà và trở về cùng người đẹp. Vừa qua, nam em đã chính thức quay trở lại với công việc cùng ban nhạc thực hiện dự án nghệ thuật mới. Trên trang cá nhân, cô đăng tải đoạn story cùng dòng trạng thái, cuối cùng cũng đã gỡ bỏ được gánh nặng trên vai, nhẹ nhõm đi ngủ, đã có đủ điều kiện để thỏa mãn với đam mê âm nhạc rồi. Đến lúc nghỉ ngơi thôi, tạm xa mạng xã hội một thời gian. Bye. Cô cũng đã chia sẻ hình ảnh cho thấy mình đang chuyên tâm với công việc. Trong buổi livestream, người đẹp Tiền Giang không nhắc về những ồn ào xoay quanh cô mà chủ yếu bàn bạc công việc với các cộng sự để thực hiện được một dự án chất lượng. Đúng ý cô, phục vụ khán giả những phần trình diễn hay nhất. Qua một bài hát, người đẹp bày tỏ mong muốn có phần quà sinh nhật là hai chữ bình yên. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.